điều mà khiến mình vượt qua cái chuỗi ngày khó khăn đó ấy, không phải là mình suy nghĩ tích cực, mà là mình chấp nhận. Mình chấp nhận rằng mình không ổn. Mình chấp nhận là cuộc sống sẽ có những lúc vui điên lên, nhưng mà có những lúc không thể buồn hơn, không thể tệ hơn được ấy. Sẽ có những ngày rất tệ, sẽ có những ngày mình không có ai ở bên, sẽ có những chặng đường mình phải bước một mình, có những lúc mình làm sai, có những lúc mình thất bại, có những lúc mọi thứ rối tung lên và mọi thứ giống như kiểu là chống lại mình ấy. Nhưng mà không sao, con người nào cũng sẽ có những cái lúc bất ổn đấy thôi, và sự bất ổn đấy chỉ là tạm thời. Mình chấp nhận mình.